Trong tập trước, Xích Nguyên Ma Tôn, Nhân Hoàng Bút cùng Tâm Ma Lão Nhân tính đánh hội đồng tên sứ giả tên giới. Tuy nhiên, đang đánh ngang kèo, thì tên sứ giả này lại level up, khiến thế trận đổi chiều. Cả ba ăn hành ngập mồm, may nhờ phút chót, Linh Lung Tiên Tôn sau khi vào nhà chính hồi máu và nâng cấp trang bị, kịp thời te le đến gánh tim. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Trong lúc nói chuyện, Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên chỉ một ngón tay. Ong ong, thanh âm khiến vũ trụ rung chuyển một lần nữa vang vọng. Nhân quả duyên phận, báo ứng chi lực, hồng mông đại nguyện, nguyện vọng chi thần, hết thảy đều là chi nhánh. Linh Lung ta muốn có được chân ý của Đại La, không gian thời gian đều vĩnh hằng, vĩnh sinh vô lượng, thiên địa hủ mà ta bất hủ. Một bàn cờ ngang dọc hiện ra trong bàn tay nàng, nữ tử cường đại ưa thích giả nam trang rốt cuộc đã hiện ra bản sắc độc bá thế gian. Bàn cờ này là do đạo thuật độc đáo của nàng sáng tạo ra. Linh Lung Đại La Thiên, xoẹt, Linh Lung Đại La Thiên mang theo uy thế không gì sánh kịp bao phủ xuống. Hư ảnh hồng mông đạo nhân sau lưng Linh Lung thủy chung vẫn nhìn về phía thiên không, tựa hồ như đang giám sát tiên giới. Chỉ cần một khi tiên giới xuất thủ, hư ảnh hồng mông đạo nhân cũng sẽ xuất thủ. Quả nhiên tiên giới tựa hồ như đã bình tĩnh hơn, không có bất cứ khí tức gì, cũng không có bất cứ ý niệm gì truyền xuống. Tựa hồ như trong tối tăm hồng mông đạo nhân giám thị đã xuất ra tác dụng. Phá cho ta! Thần tiên sứ giả đối mặt với áp chế của Linh Lung Đại La Thiên, đột nhiên hắn tung ra một trào, đem 18 kiện tuyệt phẩm đạo khí, còn có tiên khí thiên khiển chi lệnh thu vào trong cơ thể, lực lượng lập tức lại tăng vọt, một trào liền xé rách bàn cờ của Linh Lung Đại La Thiên, thân thể hắn lại bay ra, trực tiếp đánh ra một trường về phía trước mặt Linh Lung Tiên Tôn. Một hồi lôi đình loạn hưởng, chân kim quốc độ chung quanh Linh Lung Tiên Tôn thoáng cái lại bị thần tiên sứ giả phá tan, bất kỳ hộ thân cương khí nào đều không ngăn cản được trùng kích của thần tiên sứ giả. Nhưng mà Linh Lung Tiên Tôn cũng không hề ngại ngần, thần sắc thản nhiên, thân thể thoáng cái chấn động, bàn tay mảnh khảnh đưa ra, khẽ động, trực tiếp đỡ một trường của sứ giả thần tiên. Thần tiên sứ giả biến sắc, đột nhiên gào to một tiếng hóa thành trăm ngàn quyền ảnh, mỗi một đạo quyền ảnh đều ẩn chứa lực lượng đâm thủng đại thế giới. Thiên thủ Như Lai, thần sắc Linh Lung Tiên Tôn vẫn bất động, đột nhiên hiện ra 3000 thủ trưởng, mỗi một thủ trưởng đều bấm một đạo ấn ký thần thánh, trong ấn ký là một pho tượng Phật Đà, đồng thời huy động ngàn vạn hư ảnh Phật Đà bắn ra giống như vạn Phật triều tông, khí kình giao thoa, trong một sát na thần tiên sứ giả cùng Linh Lung Tiên Tôn không biết đối bính bao nhiêu lần, mỗi một lần cũng là liều mạng, lực lượng đủ có thể đánh chết một vị chân tiên. Nhân vật trường sinh bí cảnh trong dư âm kình khí này cũng không thể sống sót. Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Nguyên Ma Tôn ba người kết hợp, thừa lúc Linh Lung Tiên Tôn cùng thần tiên đối bính, đột nhiên thi triển ra một loại chi thuật hợp kích. Ba người hợp nhất ngưng tụ thành một cỗ thuần dương nguyên khí cuộn cuộn thiêu đốt lên, sau đó ông một tiếng liền biến mất, trực tiếp xuất hiện sau lưng sứ giả thần tiên. Va chạm, bụp, thần tiên sứ giả bị đánh trúng, nguyên khí lập tức tán loạn, ánh mắt của Linh Lung Tiên Tôn phát lạnh, tại mi tâm không ngờ xuất hiện một con mắt rộng, con mắt này bắn ra một đạo kiếm quang trực tiếp đâm lên thân thể thần tiên sứ giả. Thiên đạo chi kiếm, thần tiên bị đâm trúng, trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ, toàn thân run rẩy, đột nhiên tiên khí bạo phát, như chuyển pháp tắc toàn thân, phốc một tiếng, không ngờ lại lần phun ra một đạo kiếm quang, sau đó thân thể xông lên phía trên, không ngờ muốn đào tẩu, đã tới thì lưu lại đi. Linh Lung Tiên Tôn một chiêu đắc thủ, bàn tay lại tung ra một trảo, vô số thanh âm của đại nguyện vọng thuật, đại nhân quả thuật vang vọng, trong hư không xuất hiện bàn cờ Linh Lung Đại La Thiên, thần tiên sứ giả sắp rơi vào trong bàn cờ. Đúng lúc này, rầm, cánh cửa tiên giới cự đại một lần nữa hiện ra trên thiên không, bên trong cánh cửa tiên giới xuất hiện một đại phủ cổ xưa, trực tiếp bắn xuống, điểm hộ thân thể thần tiên sứ giả, hồng mông chi thủy, thái cực chi sơ. Mà lúc này, hư ảnh hồng mông đạo nhân sau lưng Linh Lung Tiên Tôn cũng động, trên bầu trời xuất hiện đại môn tiên giới, trong đại môn này bắn ra một đại thủ cự đại, chính là thủ trưởng đã đánh phân thân của Phương Thanh Tuyết, cũng không biết là thứ cường đại gì, lần này cư nhiên cũng buông xuống chặn đánh Linh Lung Tiên Tôn. Thế nhưng hư ảnh hồng mông đạo nhân sau lưng Linh Lung Tiên Tôn lại không cho phép đại thủ này làm càn, thân hình chấn động, bùng lên ngút trời, đôi mắt kia đủ có thể thiêu đốt, hòa tan tiên giới. Hư ảnh của hồng mông đạo nhân đối mặt với đại thủ nhiếp cũng không hề động, chỉ trực tiếp vung tay ra, ngón tay trắng noãn khẽ điểm tới đại thủ cực đại. Hồng mông đạo nhân, bản thể của ngươi đã mất, chỉ còn lại ý chí, chẳng lẽ còn có thể thủ hộ truyền nhân của ngươi sao? Đại thủ chộp tới, muốn bóp nát ngón tay của hồng mông đạo nhân. Cùng lúc đó, tại phía sau cánh cửa tiên giới, một cỗ thanh âm cực nhỏ loáng thoáng truyền ra, hồng mông chi thủy, thái cực chi sơ. Hồng mông đạo nhân cũng không trả lời, mà một lần nữa nói ra 8 chữ chân lý, trên ngón tay lập lòe quang, từng đạo hồng mông chi khí kích xạ ra, sau đó đột nhiên biến thành hồng mông thiên đạo địa đồ hình. Môn vô thượng thần thông thái cổ này là do hắn tĩnh tọa trước mặt vĩnh sinh chi môn 1 vạn năm mới tham ngộ ra, lúc này hiện ra uy lực chân chính. Trong hồng mông chi khí, vô số vũ trụ được sinh ra rồi lại bị hủy diệt, trong nháy mắt 100 triệu vũ trụ sinh ra,
hủy diệt. Người có tu vi cao thâm thậm chí còn nhìn thấy trăm triệu vũ trụ này còn có dấu hiệu của sinh linh. Có lẽ vũ trụ sinh ra đến cuối cùng hủy diệt ở trong mắt Hồng Mông đạo nhân thật ra chỉ là chuyện trong tích tắc, tất cả mọi thứ đều sẽ quay về Hồng Mông. Bụp một thanh âm vang lên, đại thủ cư nhiên bị hư ảnh nhất chỉ của Hồng Mông đạo nhân đâm xuyên. Phía sau cánh cửa tiên giới lập tức truyền đến tiếng rít gào phẫn nộ, thế nhưng tựa hồ bị quy tắc nào đó hạn chế, đại thủ kia dần dần biến mất, cánh cửa tiên giới thoáng cái cũng biến mất. Thần tiên sứ giả tại thời khắc này cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thân hình Linh Lung Tiên Tôn khẽ động, sắc mặt khẽ biến thành tái nhợt. Hư ảnh Hồng Mông đạo nhân cự đại cũng dần dần tan đi, biến thành một tờ phù lục rơi xuống bàn tay nàng. Tờ phù lục này là một khối ngọc phiến, cũng không biết là do thứ gì rèn thành, có phần cùng loại với tàn phiến của tạo hóa thần khí, nhưng lại không phải. Trên mặt ngọc phiến điêu khắc 8 chữ to Hồng Mông chi thủy, thái cực chi sơ. Trong 8 chữ to có bóng dáng một đạo nhân chìm nổi bất định. Nguyên lai vừa rồi Linh Lung Tiên Tôn thúc giục khối ngọc phù thần bí này mới kích phát được ra hư ảnh của Hồng Mông đạo nhân. Đáng tiếc chính là nàng tựa hồ đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Thế nào rồi? Thoáng cái nhân hoàng bút hiện ra hình thể, Linh Lung Tiên Tôn, vừa rồi đại thủ của tiên giới buông xuống có lai lịch thế nào, ngươi biết không? Đại thủ kia phi thường thần bí. Linh Lung Tiên Tôn lắc đầu, ngọc phù dung nhập vào trong thân thể, không thể tưởng được sứ giả tiên giới cư nhiên tu thành thần tiên, hơn nữa còn có tiên khí, càng tùy thời có thể cầu thông với tiên giới. Chặn giết hắn quả thực là dị thường khó khăn. Lần này tiên giới vì trình hợp huyền hoàng đại thế giới đối kháng với thần tộc, chỉ sợ đã hao tổn một cái giá cực lớn rồi. Điều này đương nhiên, huyền hoàng đại thế giới có vô cùng vô tận bí mật, nếu để cho thần tộc chiếm được, thăm dò từng cái một, tìm được bổn nguyên trong đó, sau đó thánh tế thế giới nhất cử đả thông hướng tới con đường tiên giới, như vậy cả thiên địa vũ trụ sẽ bị thay đổi. Xích Uyên Ma Tôn nói, tối thiểu sau khi thoáng cái đánh xuyên qua này, tất cả nguyên khí của tiên giới đều buông xuống. Như vậy tu sĩ thế gian cùng tu sĩ tiên giới về bản chất không có gì khác nhau, tất cả ưu thế của tiên giới đều không còn lại chút gì. Linh Lung Tiên Tôn, tu vi của ngươi thế nào rồi? Tâm Ma lão nhân hỏi. Linh Lung Tiên Tôn mỉm cười nói, ta đã đi lên một con đường khác, nhưng mà nếu một chọi một, đối phó với thần tiên sứ giả, cũng tuyệt đối có thể chống lại. Thế nhưng muốn giết chết hắn lại phi thường gian nan. Lần này nếu không phải ngươi mang nguyện vọng quả thực về, ta cũng vô pháp quay trở lại Hồng Mông bí tàng, tìm được rất nhiều bí mật cùng di lưu truyền thừa của Hồng Mông đạo nhân, học thành đại nhân quả thuật, đây đều là công lao của Phương Hàn. Tâm Ma lão nhân phất phất tay, lần đó ta cướp đoạt nguyện vọng quả thực là CUC kỳ hung hiểm, nếu không phải Phương Hàn cùng nhân hoàng bút xuất thủ, ta cũng chỉ có thể trọng thương mà đào tẩu. Tinh anh của Nam Đại Thế Giới Liên Minh, lực lượng thật sự quá mức cường đại. Phương Hàn, lại là hắn sao? Xem ra duyên phận giữa ta và hắn vẫn quấn quanh không ngừng a. Linh Lung Tiên Tôn nhíu mày, sau khi tu luyện thành đại nhân quả thuật, ta cảm giác được nhân quả báo ứng, không sai chút nào, ta cùng người này xem ra vẫn còn nhân quả chưa dứt. Làm sao bây giờ? Sứ giả tiên giới đã chạy thoát, chúng ta không thể bỏ qua, lập tức phản kích vây giết Thái Nhất Môn, trực tiếp tiêu hủy diệt quân cờ này của tiên giới. Nhân Hoàng Bút nói, không cần. Xích Uyên Ma Tôn không đồng ý nói, Thái Nhất Môn là quân cờ của tiên giới, cũng là môn phái có năng lực trọng yếu để chống lại đại kiếp nạn thần tộc. Lần này sau khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi, Thái Nhất Môn nhất định sẽ lớn mạnh, đây là điều không thể nghi ngờ. Không nói hiện tại chúng ta đi tiêu diệt Thái Nhất Môn sẽ gặp lửa giận của tiên giới, cho dù lùi một vạn bước diệt Thái Nhất Môn, khi thần tộc xâm lấn, chúng ta ngăn cản thế nào đây? Bây giờ còn chưa diệt được Thái Nhất Môn, thần tiên sứ giả không thể vây giết được bọn chúng. Cuối cùng Linh Lung Tiên Tôn nói, nhưng mà chuyện này cũng không có gì, đại kiếp nạn thần tộc cũng là cơ hội cho chúng ta, trong lần đại kiếp này có thể làm cho lực lượng của mình tăng lên. Ta có dự cảm, tại lúc tiến công cuối cùng của thần tộc, chỉ trong mấy ngày, đến lúc đó huyền hoàng đại thế giới, thậm chí mấy trăm triệu tinh cầu chung quanh đều bao phủ trong khói lửa, một hồi sát kiếp chưa từng có sẽ chính thức buông xuống. Chúng ta phải nắm chắc thời gian, tham ngộ đạo thuật, cuối cùng tu luyện. Lần này sau khi đại kiếp nạn qua đi, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ phải đi tiên giới. Nhân Hoàng Bút nói, chỉ có đến tiên giới chúng ta mới có thể tiếp tục tấn chức. Đúng vậy, khi đại kiếp nạn qua đi, quy tắc của tiên giới khả năng sẽ xuất hiện một lỗ thủng. Chúng ta phi thăng tiên giới có thể mang theo một ít đồ vật, không đến mức trần trụi phi thăng. Xích Uyên Ma Tôn nói, đúng, lần này chính là một cơ hội. Đột nhiên thân thể Linh Lung Tiên Tôn khẽ động, cả hư không của Linh Lung Phúc Địa đột nhiên thu nhỏ lại, biến thành không gian phiêu đãng, chỉ có thần niệm nhàn nhạt trao đổi lóe lên trong hư không. Nhân Hoàng Bút, ngươi cùng điện mẫu Thiên Quân Phương Thanh Tuyết đi tìm tàn phiến của tạo hóa thần khí, không biết hiện tại tu vi của Phương Thanh Tuyết thế nào rồi. Điện mẫu Thiên Quân đại nhân đang tìm một ít đồ vật mà năm đó bị thất lạc, pháp lực đột tiến, mỗi một sát na tu vi đều tăng chóng mặt. Nàng một mình tiến nhập vào một địa phương xa lạ tu luyện, hiện tại ta cũng không biết nàng tấn thăng tới cảnh giới gì, hơn nữa trên người của nàng có lực lượng của vận mệnh, tất cả mọi người, cho dù kẻ cường đại trong tiên giới cũng không biết hiện tại nàng đang ở địa phương nào, đang làm gì. Trong rất nhiều thiên cơ thôi toán,
nàng chính là người vượt qua thế giới hiện thực, vận mệnh. Linh Lung Tiên Tôn thì thầm hai chữ, sau đó thần niệm thoáng biến mất, một hồi đại chiến có một không hai cứ thế qua đi. Đáng tiếc à, vì sao lại không lưỡng bại câu thương? Nếu như có thể lưỡng bại câu thương, ta còn có thể kiếm được tiện nghi, giết chết Linh Lung Tiên Tôn, hoặc là giết chết thần tiên sứ giả, dùng vô thượng thần thông dung nhập vào cơ thể mình luyện hóa, sẽ có thể tấn thăng làm thần đế chính thức. Tại một mảnh hư không vô danh, con trai của thần đế, Hoang Hào Ngục ở trong một hạt bụi rất nhỏ, toàn thân kích động, sao lại thập phần thất vọng, hắn tận mắt thấy cuộc chiến này. Thế nhưng song phương không có lưỡng bại câu thương lại khiến hắn rất khó chịu, hắn hy vọng lưỡng bại câu thương, sau đó tới chiếm tiện nghi, có thể giết được một cao thủ tuyệt thế, lần này hắn tổn thất rất nặng mà chưa kiếm được chút tiện nghi nào. Đáng tiếc chính là, mọi chuyện cũng không như hắn mong muốn. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi, ở đây vẫn còn rất nguy hiểm, vô luận là Linh Lung Tiên Tôn hay thần tiên sứ giả đều rất dễ phát hiện ra chúng ta, một khi phát hiện, chỉ sợ ngay cả cơ hội đào tẩu chúng ta cũng không có. Nghịch Tiên Thần Tôn nói, sợ cái gì? Tuy ngữ khí của Hoang Hào Ngục có vẻ cường ngạnh, thế nhưng vẫn có chút kiêng kỵ, đối diện với mấy nhân vật cường hoành này, tuy gần đây hắn ngang ngược kiêu ngạo, thế nhưng vẫn phải chết chứ không cần hoài nghi. Đi thôi, thiếu chủ. Nghịch Tiên Thần Tôn cũng nhìn ra Hoang Hào Ngục miệng cọc gan thỏ, nhưng mà vì để cho thiếu chủ có cơ xuống đài, hắn vẫn đổi chủ đề, nói, còn có mấy vị nhi tử của thần đế cũng làm tiên phong dẫn đầu đại quân thần tộc, nếu như lần này chạm trán cùng bọn họ, thiếu chủ cũng không tiện đối mặt. Đúng đúng đúng. Hoang Hào Ngục vội vàng khẽ động, chúng ta lập tức rời đi thôi, các ngươi còn có thể đi được sao? Một thanh âm từ trong hư không truyền tới. Ai? Là ai? Hoang Hào Ngục cả kinh, vội vàng dùng thần niệm bắn phá bốn phía, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai vừa lên tiếng. Thủ hộ thiếu chủ. Nghịch Tiên Thần Tôn cũng giật mình hoảng sợ, toàn thân bùng phát quyền kình, lực lượng sôi trào. Thế nhưng vừa lúc đó hư không trên đỉnh đầu bọn chúng đột nhiên vỡ tan, một cỗ đại pháp đồng đen cự dại hiện ra trên đỉnh đầu bọn chúng. Vô tận tinh quang bắn ra, không ngừng oanh tạc, hộ thân cương khí của Nghịch Tiên Thần Tôn, Chiên Đàn Thần Tôn, Hoang Hào Ngục lập tức bị nổ tung, thân thể đều bị xuyên thủng, rất nhiều thần hoàng phía dưới giống như mưa rơi rụng. Tiên khí, chính thức là uy lực của tiên khí. Thân thể Hoang Hào Ngục run rẩy, áo giáp trên người tản mát ra hào quang chữa trị hộ thân cương khí, sau đó kiệt lực chữa trị miệng vết thương bị tạc nứt trên thân thể, đồng thời thân thể của hắn triển khai Nazi muốn thoát khỏi khu vực này. Xoẹt, thân thể của hắn Nazi ra ngoài, đã thấy một tòa lôi thành cổ xưa hiện ra trong hư không, vô số thần hoàng đều bị hút vào trong đó, thậm chí Chiên Đàn Thần Tôn cũng bị lôi đình cuốn chặt, cưỡng chế bị lôi kéo vào trong tòa thành. Chỉ có Nghịch Tiên Thần Tôn là giống to đánh ra một quyền phá vỡ rất nhiều lôi đình phong tỏa thoát ra, mà tòa lôi thành sau khi thu tất cả đám thần hoàng dưới trướng hắn lại xoay tròn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thậm chí còn không thể phát giác ra kiện tiên khí này là như thế nào xuất hiện, như thế nào rời đi. Trong nháy mắt, gió êm sóng lặng, mà bên người Hoang Hào Ngục chỉ còn lại một mình Nghịch Tiên Thần Tôn, vài tên đại thần tôn, thần hoàng đều biến mất sạch. Tại sao có thể như vậy? Hoang Hào Ngục liên tục nổi giận, mà khuôn mặt của Nghịch Tiên Thần Tôn lại vàng như đất. Đáng giận, đúng là vận hạn, vận hạn, vừa rồi là ai đánh lén ta? Trong lòng Hoang Hào Ngục nhỏ máu, tại hỗn loạn nguyên thai thoáng cái đã tổn thất đại trai thần tôn, âm lưu thần tôn, ma nã thần tôn, cỏ có tử nguyệt, đấu mỗ, trục bộ, hư hầu, gia viên, thuẫn đao, sáu đại chư thiên thần hoàng, có thể nói là thảm trọng tới cực điểm, nhưng mà dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể gượng ép tiếp nhận, ít nhất không phải là toàn quân bị diệt. Thế nhưng hiện tại chẳng khác gì là toàn quân bị diệt, tất cả thần hoàng đã mất sạch, một mình trở về, đừng nói phụ thân của hắn là thiên hoang thần đế, cho dù có là thần đế lợi hại hơn cũng thủ hộ được hắn. Thiếu chủ, xem ra chúng ta không trở về được rồi, toàn quân bị diệt, sau khi trở về khẳng định sẽ bị chém đầu tại sát thần thai. Sắc mặt Nghịch Tiên Thần Tôn tái nhợt, hoặc là bị giáng chức làm đầy tớ, vĩnh viễn không thể thoát thân. Đừng nói nữa, chúng ta nghĩ biện pháp báo thù, ta nhất định phải báo thù. Hoang Hào Ngục cuồng nộ, thân thể lóe lên như điện lóe lên trong vũ trụ, vô số tinh cầu nổ mạnh khi pháp lực của hắn ba động. Cùng lúc đó, ở một chỗ sâu trong vũ trụ, Phương Hàn tung ra một quyền phá vỡ bình chướng của Long Giới, thân thể khẽ động liền xé nứt hệ tinh bích chui vào, sau đó long lân của hệ tinh bích một lần nữa khép lại. Phương Hàn tiến vào Long Giới, xé rách hệ tinh bích, lực lượng chỉ vừa tầm, có thể nói là vô thanh vô tức lẻn vào, nếu như lực lượng quá lớn, hệ tinh bích chữa trị không được, vậy sẽ kinh động tới đám cường đại trong Long Giới, kế hoạch tu luyện sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nơi này chính là Long Giới sao? Phương Hàn thoáng rơi vào trong Long Giới cũng cảm giác được, trong nháy mắt không khí trở nên nồng đậm, dường như tiến nhập vào hồng hoang cổ giới, một cỗ lực lượng dã tính, thô kệch nhét đầy cả không trung, từng sợi bát bộ chân long chi khí che kín không trung, nếu như là người bình thường vừa tiến vào Long Giới, chỉ sợ đều không sống được. Cho dù gượng ép còn sống, cả người cũng mọc lân phiến, biến thành quái vật nửa người nửa rồng.
Nguyên khí long giới trầm trọng, mênh mông, tràn ngập lực lượng, giống như một ngọn núi lớn đè ép xuống, ngưng luyện hơn vô số so với bên ngoài. Nếu như cao thủ thần thông bí cảnh bình thường tiến vào long giới, chỉ sợ hành động cực kỳ bất tiện, bởi vì không thể khống chế được nguyên khí. Ấn tượng đầu tiên của long giới đối với Phương Hàn chính là lớn, bất kỳ vật gì đều phi thường to lớn, từng dãy núi đều cao tới hơn 10 vạn trượng, có ngọn thậm chí còn cao trăm vạn trượng, liên miên kéo dài tới vài chục vạn dặm, trăm vạn dặm. Trong núi, một cây thực vật tùy tiện cũng cao tới ngàn trượng, tùy tiện một gốc cây trọn vẹn phải có trăm người ôm mới xuể, tùy tiện một loại quả cũng cao lớn như con người. Còn có một số loài bướm bay trên không trung cũng lớn cỡ con người, giống như yêu quái vậy, tùy ý có thể thấy được loài hoa lớn vài mẫu. Tiến vào long giới, Phương Hàn chỉ như một tiểu nhân đi tới một quốc gia cử nhân, cái gì cũng lớn vô cùng, mà mình lại dị thường nhỏ bé. Trong không khí ngoại trừ tinh phong ra, thỉnh thoảng ở phía xa trong những dạng núi còn truyền tới tiếng rít gào đầy dã tính, tựa hồ như có cự long đang ẩn núp trong những dạng núi lớn. Nơi này chính là long giới, không thể nhầm được, nhưng mà long giới phi thường rộng lớn, ta cũng không có địa đồ của long giới, cũng không biết hiện tại đang là chỗ nào của long giới, chúng ta hãy che giấu hành tung bay lên nhìn một cái. Qua nhiều năm rồi ta cũng chưa từng quay lại long giới. Phong Bạch Vũ ngửi thấy một đạo bát bộ chân long chi khí trong không khí, tựa hồ trong lòng đang hoài niệm chuyện gì đó. Ô ô, ô ô, lá cây cự đại xoạt xoạt rung động, phát ra một mảng tiếng kêu thê lương. Phương Hàn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đầu rồng bay dài tới hơn 10 trượng đáp xuống tán cây. Long nhãn hung ác thoáng cái đã nhìn thấy bọn người Phương Hàn, nó lập tức há miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Phi long trên long giới này thường hung ác như vậy sao? Tương đương với nhân vật cấp bậc kim đan thần thông bí cảnh thất trọng. Xem ra long giới to lớn như thế, dưỡng dục ra sinh linh cũng vô cùng hung hãn. Phương Hàn mặc cho hỏa diễm kích xạ lên thân thể, tùy ý vung một chảo, đại phi long trên tán cây liền thu nhỏ lại đầu nhập vào thân thể hắn, bị bát bộ phù đồ độ hóa. Sau đó thân thể hắn bay lên, nhảy lên giữa không trung, ánh mắt nhìn bốn phía, không biết nhìn thấu bao nhiêu tỷ dặm không gian, một số địa mạo của long giới, hình dạng núi non đều thu vào mắt. Khắp nơi tại long giới đều là những dãy núi cao lớn, trên bầu trời mặt trời thật lớn, cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với hành tinh bình thường trong vũ trụ. Phương Hàn thậm chí cảm giác được ngay cả uy lực của tiên giới cũng không thể so sánh được với thái dương này. Động thực vật trong này sở dĩ lớn như vậy cũng không thoát khỏi có quan hệ với thái dương trên bầu trời. Với nhãn lực hiện tại của Phương Hàn, có thể từ một đại thế giới này nhìn ra con muỗi nào là muỗi đực hay muỗi cái trên một đại thế giới khác. Tuy nguyên khí tại long giới rất nặng, thế nhưng đối với người có bát bộ phủ đồ như hắn đúng thật là như cá gặp nước. Tu sĩ bình thường, cho dù hư tiên tiến nhập long giới cũng sẽ lọt phải quy tắc trói buộc tại long giới, thực lực chỉ đủ phát ra 6-7 thành. Thế nhưng Phương Hàn lại bất đồng, thực lực của hắn chẳng những phát huy đủ 100%, thậm chí còn có thể vượt qua, bởi vì bát bộ phù đồ hóa thân thành hồng hoang tổ long chính là thủy tổ của long giới. Chính là bởi vì như thế, cửu đỉnh tiên tôn, thần thú Bạch Hy muốn ám toán Phương Hàn, cướp lấy bát bộ phù đồ, sau đó tiến vào long giới, cướp đoạt long tộc, thiệt nhiều dãy núi, thiệt nhiều thứ cường hoành. Phương Hàn nhảy lên không trung, dõi mắt trông về phía xa, liền phát hiện một dãy núi cao tới trăm vạn trượng sừng sững đâm lên thiên không, có rất nhiều thái cổ long tộc cư ngụ ở đó, trong đó thậm chí còn có một số thiên long sinh sống. Trong không gian bí ẩn nhất của dãy núi này có một số long thành được dựng lên. Bên ngoài 3 tỷ dặm là một ngọn núi hình trứng, Phương Hàn thậm chí có thể thấy được một tòa long thành cự đại. Ở bên trong tòa long thành này có vô số phi long, hồng long, kim long, ngân long bay tới bay lui, giống như cuộc sống của người bình thường. Một số long tộc biến hóa thành nhân hình, giao dịch vật phẩm trong thành trì, các loại tiên thảo, còn có yêu thú liệp sát được. Trong long giới ngoại trừ long tộc ra, còn có vô số yêu thú cường hoành sinh trưởng. Đương nhiên đám yêu thú này đều là đối tượng để long tộc liệp sát. Trong tòa long thành kia tối thiểu phải có mấy vạn đầu long tộc, nếu như ta cướp đoạt được, nguyện lực một lần nữa trở lên cường đại, một đường cướp đoạt ngược lại cũng có thể tăng cường không ít lực lượng cùng tài phú. Nhưng mà rất dễ kinh động tới long đế cường đại trong long tộc. Nguyên bản Phương Hàn muốn xuất thủ điều độ hóa tòa long thành kia, thế nhưng hắn lập tức liền gạt bỏ ý tưởng này. DDI hiện tại hắn đã tích xúc vô cùng hùng hậu, còn độ hóa được hai đại thần tôn âm lưu, mà nã nữa hai đại thần tôn này sinh ra nguyện lực không biết bằng bao nhiêu long tộc. Hiện tại Phương Hàn không có hứng thú với long tộc bình thường, hứng thú chính là đối với long hoàng mà thôi. Nhưng mà long hoàng tại long tộc có địa vị phi thường cao, giết một đầu cũng sẽ gây ra oanh động rất lớn. Phương Nam hỏa khí, phương Bắc thủy khí, phương Tây tử khí, long chi phần mộ hẳn là tại tây phương. Phương Hàn liếc mắt nhìn bán phá, nhìn về phía xa, đã thấy phía tây mờ mịt xuất hiện vô số tử khí. Tử khí nhét đầy địa phương này, đây khẳng định là vị trí của thái cổ long chi phần mộ. Đối với vọng khí chi thuật, hắn căn bản vận dụng rất thuần thục. Suy nghĩ một chút, long giới từ khi hình thành không biết đã trải qua bao nhiêu vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm, có vô số thi thể long tộc được mai táng trong đó, tích tụ thành tử khí, đủ có thể phá tan bầu trời. Đi, thân thể Phương Hàn lập lòe,
biến thành không gian bụi bặm nhỏ bé, thúc giục lực lượng của bát bộ phù đồ hoàn mỹ dung nhập vào long giới, bay về phía tây, không ngừng di động, mỗi một lần di động đã lướt qua trăm ngàn không gian song song, vượt qua hàng tỷ dặm, hắn vượt qua không có bao nhiêu dãy núi cao, hải dương, thậm chí rất nhiều tòa long thành. Phương Hàn càng bay càng kinh ngạc, long giới so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều, dựa theo đạo lý, long giới cũng chỉ lớn như huyền hoàng đại thế giới là cùng, thế nhưng hiện tại không biết nó rộng lớn hơn bao nhiêu lần so với huyền hoàng đại thế giới. Trên đường đi Phương Hàn cũng không biết cảm ứng được bao nhiêu nhân vật cường đại, có một số long tộc ẩn núp trong những dãy núi thậm chí có tu vi ngang với Thái Hoàng Thiên, rất dễ dàng sẽ phát hiện ra hắn. Nếu không phải bát bộ phù đồ cộng thêm thiên hoàng kính có công năng huyền diệu, hắn sẽ rất dễ bị phát hiện, nhưng mà hắn cũng không có trông thấy long đế chính thức. Long đế tương đương với thiên tiên, cho dù tại long giới cũng là lão ngoan đồng, tồn tại hơn 10 vạn năm, chỉ khi long giới gặp nguy hiểm mới kinh động tới long đế. Trọn vẹn phi hành vài canh giờ, Phương Hàn rốt cục cũng tới chỗ tử khí phóng lên trời, liền thấy tại một mảnh dãy núi cô quạnh, bầu trời đều bị hắc khí bao phủ, vô số không gian hình ngưng tụ thành hình, có phần tương tự với cửa Uchidia ở sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Trong dạng núi thường có thể thấy được bạch cốt dày đặc, một số thi thể cốt long cự đại tán lạc trong núi, một nửa lại chôn giấu trong lòng đất. Những long cốt này đều là tài liệu tốt nhất để tu sĩ luyện chế pháp bảo, thế nhưng cũng không có tu sĩ nào dám tới đây săn bắt, tựa hồ như trong hắc khí kia có một số chớ chú kỳ diệu bí ẩn nào đó. Nơi này chính là Long Chi phần mộ, muốn ngưng luyện bát bộ phù đồ, bước cuối cùng để hoàn toàn biến thành tuyệt phẩm đạo khí chính thức, chuẩn bị xông vào đó thôi. Phong Bạch Vũ nói, chỉ có khí tức của long tộc tử vong ngàn vạn năm mới có thể thành phù đồ chính là kết cuộc cuối cùng của tử vong, phù đồ. Phương Hàn lẩm bẩm nói, xem ra lần này ta chẳng những muốn luyện chế thành bát bộ phù đồ, còn muốn vượt qua tiên giới lôi phạt ở trong đó. Không biết tiên giới lôi phạt có thể đột phá bình chướng của long giới không? Đương nhiên có thể phá được, cho dù hư thần giới thần tộc, tiên giới lôi phạt cũng có thể đánh tới. Chỉ cần là tại thiên địa vũ trụ, tiên giới lôi phạt đều có thể đánh tới. Đây là sự huyền bí của thiên đạo quy tắc. Đi, chúng ta đi vào. Thân thể Phương Hàn lóe lên, trực tiếp xông vào Long Chi phần mộ, mà rất nhiều thi thể cốt long bên ngoài dãy núi lại vô thanh vô tức tan biến, đều bị cuốn vào trong bát bộ phù đồ. Lớn mật, là ai dám xâm nhập Long Chi mộ địa? Là thiên ma sao? Thiên ma trong ma thần tới cướp hải cốt cự long, quấy rầy nơi an nghỉ của cự long. Đáng chết, chúng ta là người thủ hộ mộ địa, Long Chi U Linh tuyệt đối không cho phép hành vi khinh nhờn như vậy. Giết, giết, giết chết toàn bộ đám ma thần xâm lấn Long Chi mộ địa. Kẻ trộm mộ hèn hạ, dám tới dòm ngó hải cốt của cự long, tu sĩ hèn mọn, chúng ta sẽ khiến người táng thân nơi này. U Linh như thủy triều phát ra tiếng gào rít, gầm lên giận dữ, tử khí nồng đậm, vô số U Linh cự long du động, trong đó có một số U Linh cự long cường đại còn trở thành thứ giống như quỷ thần. Phương Hàn tiến nhập vào trong phần mộ của rồng, vừa rồi thu hơn 1000 hài cốt cự long, lập tức kinh động tới đám tồn tại trong mộ địa, vô số tử khí vọt ra, trong tử khí có một số U Linh long hồn cường đại phát ra vô số công kích. Trong Long Chi mộ địa có vô số cự long vẫn lạc, anh linh còn sót lại kết hợp với tử khí sẽ sinh ra U Linh Long Hồn, là một loại tồn tại với quỷ thần trong minh thổ tại huyền hoàng đại thế giới, cũng không thể rời khỏi Long Chi mộ địa. Nhưng mà cự long còn cường đại hơn vô số lần so với loài người, những U Linh Long Hồn kia còn cường hoành hơn nhiều so với quỷ thần. Nguyền rủa mãnh liệt, vô số sát khí còn xen lẫn thần thông trong 3000 đại đạo thượng cổ long tộc, ùn ùn công kích tới. Thậm chí cao thủ trường sinh bí cảnh lục trọng cũng không ngăn cản nổi, chỉ có cao thủ giới vương cảnh mới có thể xâm nhập vào trong đó. Công kích thật cường đại, khó tránh trong Long Trì mộ địa có rất nhiều hài cốt cự long mà không có tu sĩ nào dám tiến vào trong đó lấy. Nguyên lai còn chưa xâm nhập vào đã bị giết chết, nhưng mà điều này đối với ta chỉ như thuốc bổ mà thôi. Bát bộ phù đồ, thu lấy. Phương Hàn căn bản không hề quan tâm khi đối mặt với vô số công kích của long hồn U Linh, ngay cả một đầu long đế đích thân tới hắn còn không sợ nữa là. Thân thể của hắn hơi chút biến đổi liền biến thành hồng hoang tổ long. Hình thể cự đại phóng ra Long Trì mộ địa, khí tức hơi tỏa ra, đám U Linh long hồn kia đều cứng ngắc. Sau đó bị hút lấy, giống như cá voi hút nước tiến nhập vào trong miệng hồng hoang tổ long. Không tốt, chạy mau, là áp bách của lão tổ tông hồng hoang tổ long. Có người luyện chế bát bộ phù đồ, thì ra là thế. Nguyên lai người nọ muốn đi tới Long Chi mộ địa luyện chế kiện bảo bối này. Bát bộ phù đồ, đã bao nhiêu năm không có ai luyện chế kiện bảo bối này. Trốn à, tại thời điểm luyện chế bát bộ phù đồ phải hấp thu vô tận tử khí. Đám anh linh quỷ thần chúng ta không thể nào đào tẩu, sẽ bị hút vào trong đó thôi. Chúng ta còn cách hắn rất xa mà. Một số long hồn U Linh nhược tiểu đều chạy thục mạng. Đừng lo, khí huyết trên người này thật cường đại. Hắn khẳng định đã tiến vào chỗ sâu trong bát bộ phù đồ. Nơi này còn có tiền bối U Linh cường đại hơn. Hắn khẳng định không phải là đối thủ, cũng bị xé nhỏ làm thức ăn thôi. Chúng ta ở phía sau có thể kiếm được một miếng thịt, tu vi cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, chúng ta sẽ bám theo từ xa.
một số u linh cường hoành hung mãnh lại nghĩ khác. Thế nhưng đám long hồn vừa biểu đạt ý nghĩ trong lòng ra, một cỗ ý niệm mạnh mẽ đã quét qua, đám quỷ thần lập tức kêu thảm. A, đừng giết ta, đừng nuốt ta, vừa rồi ta chỉ nghĩ thôi, tuyệt đối không dám theo dõi ngươi. Chạy mau, người này quá cường hãn, chúng ta căn bản không nuốt được huyết nhục của hắn, thân thể của ta. Thế nhưng thần niệm của Phương Hàn căn bản không quản nhiều như vậy, quét tới đâu nơi đó liền xuất hiện một đại hắc động kia liền hút vô số anh linh long hồn vào, khẽ hấp đám anh linh long hồn đều bị độ hóa, kết hợp cùng long tức của bát bộ phù đồ lập tức xảy ra biến hóa từ lượng tới chất, mỗi một trọng kết cấu của phù đồ đều bắt đầu nhúc nhích, tựa hồ như mỗi một tấc phù đồ đều bắt đầu có sinh mạng. Hả, xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hàn thoáng cái cũng cảm giác được biến hóa này, lập tức đem thần niệm đắm chìm trong phù đồ, bắt đầu vận chuyển thủ pháp luyện khí trong bí kíp thiên long. Lập tức những đạo tử khí, anh linh long hồn tiến vào trong đều dung nhập vào thân phù đồ. Tám kiện pháp bảo của phù đồ, Long Vương Xích, Minh Vương Phủ, Mộ Cổ, Thần Trung, Thiên Mệnh Cầu, Sa Bản Niệm Châu, Bát Bộ Song Lô, Liệt Thiên Kích đều bắt đầu biến hóa, diễn sinh ra hạt giống pháp tắc thế giới chính thức, không còn là pháp tắc thế giới giả thuyết nữa. Mà lực lượng lắng động trong bát bộ phù đồ cũng được hòa tan, như pháp tắc của các tuyệt phẩm đạo khí chúng thần tháp, vô lượng hàng gia, thần tiên trả thụ, đấu mũ huyền minh bao gồm lực lượng, đại trận nhiều hơn các tuyệt phẩm đạo khí khác cũng bắt đầu dục dịch. Bát bộ phù đồ một đường long hóa không biết hấp thu bao nhiêu pháp bảo, bao nhiêu kiện thượng phẩm đạo khí, một nửa tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí tuyệt phẩm đạo khí, lực lượng đều lắng động xuống, chuẩn bị vì để tấn thăng lên tuyệt phẩm chính thức, mà hiện tại đúng là nuôi binh ngàn ngày dùng chỉ nhất thời. Tất cả lực lượng lắng động sôi trào trở thành nguyên khí cùng tài liệu để tám kiện pháp bảo lột xác. Phương Hàn, bát bộ phù đồ vốn đã đạt tới hạn, bắt đầu từ bây giờ sẽ biến hóa. Loại bảo bối này vốn chính là pháp bảo nghịch với pháp tắc thiên địa, thời điểm chính thức hình thành sẽ đụng phải thiên địa đại kiếp nạn buông xuống. Ngươi nên chú ý, nên tìm một địa phương an toàn tại trung ương của phần mộ này. Chúng ta cùng nhau rèn luyện pháp bảo. Phong Bạch Vũ cảm thấy biến hóa, lập tức nói, ta cũng cảm thấy bát bộ phù đồ đang biến hóa, thuấn gian di động. Phương Hàn một lần nữa hạ xuống, tiến vào sâu trong long trì mộ địa. Đi vào càng sâu trong long trì mộ địa, tử khí càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng tử khí dường như cứng lại, tràn ngập không gian, vô cùng nặng giống như thủy ngân. U linh trong đó càng cường đại, thậm chí Phương Hàn còn thấy một số long hồn u linh có tu vi giới vương cảnh, hỗn động cảnh, nhưng mà đám long hồn u linh này cũng đã sinh ra trí tuệ, thậm chí có thể giải toán thiên cơ, nếu như có thể đi ra ngoài đều có thể làm nhất đại giáo tổ, khai tông lập phái. Khi nhìn thấy Phương Hàn vào đi, bọn chúng đều biết lợi hại mà tránh vào chỗ sâu hơn, không dám chống lại Phương Hàn. Tốt, chỗ kia có tử khí nồng đậm, là một nơi tốt, giống như đan phượng hướng về mặt trời vậy. Phương Hàn liếc mắt liền thấy một nơi có địa hình tốt, là một khu liệt cốc hình chứng phạm vi vạn dặm, tử khí trong đó lắng đọng xuống, kết thành một cái đại hình cầu, giống như xá lợi. Phương Hàn chỉ biết đây là một nơi tốt, tự nhiên hình thành địa huyệt, nếu như tích xúc tiếp, địa huyệt tử khí sẽ chính thức biến thành xá lợi, giống như vô cực xá lợi vậy. Trong cự huyệt kia có vô số hài cốt cự long trồng chất như núi, trong đó có một OT số loại cốt long hiếm thấy, như thất thải thần long, cửu đầu thần long, đều táng thân trong địa huyệt, cuối cùng tạo thành bảo địa phong thủy. Nếu như phong thủy bảo địa này bị người trong ma đạo chiếm cứ, tu vi, pháp lực sẽ đột tiến. Nguyên bản trong cự huyệt này có một số long hồn u linh cường đại, thế nhưng khi Phương Hàn đáp xuống, đám này đều trốn tránh, có đầu trốn tránh không kịp đều bị Phương Hàn hút lấy. Phương Hàn giải trừ trạng thái nhân bảo hợp nhất, bốn đại hư tiên trong thân thể, Tể Chân Quân, Huyền Vô Cô, Viên Vô Thương, Vũ Văn Kỳ, còn có hai đại thần tôn cũng bay ra, bao quanh bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ xoay tròn với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, trăm ngàn hắc động hiện ra trong huyệt, những đoàn khác khi kiếm muốn ngưng kết thành xá lợi đều đầu nhập vào trong phù đồ. Thủ pháp luyện khí của bí kíp Thiên Long, Phương Hàn đối mặt với bát bộ phù đồ, giống to một tiếng, thông chi cho hai đại thần tôn, bốn đại hư tiên, sáu vị cao thủ tuyệt đỉnh, đồng thời đánh ra pháp quyết. Nguyên bản cao thủ giới vương cảnh có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí chớ nói chi là hư tiên, mà hai đại thần tôn, mỗi một người đều tương đương với ba hư tiên. Nói cách khác, hiện tại nô bộc của Phương Hàn liên thủ chẳng khác gì là 10 đại cao thủ hư tiên cùng nhau ngưng luyện một kiện bảo bối. Dựa theo đạo lý, lực lượng tương đương với 10 vị hư tiên cùng nhau liên thủ, trong nháy mắt có thể luyện chế thành công bất kỳ tuyệt phẩm đạo khí nào. Thế nhưng hiện tại bát bộ phù đồ chỉ đang vận chuyển, phá không hấp thu nguyên khí, tử khí của long trì mộ địa chậm chạp chưa phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, tựa hồ còn đang ngủ đông. Có thể thấy được, nếu chưa luyện chế thành công thì thôi, một khi thành công, uy năng lập tức chấn áp tức phương. Ta chưa từng được trông thấy qua bộ dạng khi luyện chế thành công bát bộ phù đồ sẽ như thế nào, mà sẽ đưa tới thiên địa đại kiếp nạn gì. Vừa lúc này, bên người Phương Hàn xuất hiện một đống người, là người của Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn, Thủy Tinh Động Thiên, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thông Thiên Kiếm Phái, Đan Đỉnh Kiếm Phái,
còn có thái thượng trưởng lão của Ma Môn Ngũ Tông, năm vị Ma Môn đại đế cũng đều đi ra, nhìn Phương Hàn ngưng ngợi pháp bảo, ánh mắt Phong Bạch Vũ lạnh lùng quét qua, đám người này lập tức tản ra, bố trí thành đại trận, đều tự chiếm cứ một phương vị, 10 kiện tuyệt phẩm đạo khí chấn thủ 10 phương, liên tiếp với nhau, hợp thành 10 phương đại trận thủ hộ Phương Hàn ở chính giữa. Hiện tại Tạo Hóa Môn có Tiên Đạo lục phái, Ma Đạo Ngũ Tông, 11 đường khẩu, bởi vì Vũ Hóa Thiên Cung cùng Thái Cổ Vẫn Thạch của Quần Tinh Môn đã kết hợp, cho nên chỉ còn 10 kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hiện tại uy nghiêm của Phong Bạch Vũ dần dần tăng thêm, Phương Hàn không thể quản lý hết môn phái, hắn là người chấp hành thực tế của môn phái. Trong cả Tạo Hóa Môn, ngoại trừ Phương Hàn ra, nói chung tu vi của hắn là thâm hậu nhất, hơn nữa hắn quản lý môn phái cũng rất có thủ đoạn. Chỉ cần ánh mắt quét qua, chẳng những người của Ma Đạo đều cảm thấy như ở giữa mùa đông, cho dù người trong Tiên Đạo cũng cảm thấy thân thể lạnh buốt. Bọn họ đã được chứng kiến thủ đoạn của Phong Bạch Vũ, cư nhiên có thể hàng phục được thần tôn. Bát bộ phù đồ lột xác còn chưa đủ để gây ảnh hưởng tới ta, nhưng mà thời điểm bát bộ phù đồ lột xác, Phương Hàn nhất định sẽ đem nó dung nhập vào Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Lúc đó hai kiện pháp bảo dung hợp lẫn nhau, va chạm, pháp bảo tấn chức sẽ sinh ra dị tượng, nhất định sẽ khiến ta đột phá bình cảnh, tiến vào hư tiên cảnh, lúc đó sẽ dẫn tới tiên giới lôi phạt, ta không biết có thể độ qua hay không. Ánh mắt của Phong Bạch Vũ sắc bén nhìn lên trời, tựa hồ như nhìn thấu tất cả các ngóc ngách trên tiên giới. Oành! Đúng lúc này bát bộ phù đồ đột nhiên chấn động, bành trướng vô hạn, phù đồ cự đại cư nhiên làm không gian nứt vỡ, trở nên cự đại vươn tới trời xanh, muốn chấn vỡ cả bầu trời. Bát bộ phù đồ rốt cục bắt đầu tấn chức rồi. Bát bộ phù đồ chậm chạp không thể bước thêm một bước tới cảnh giới tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà hiện tại Phương Hàn tập trung lực lượng của hai đại thần tôn, bốn đại hư tiên, tại Long Chi phần mộ hấp thu vô số long hồn u linh, thi hải long tộc, bát bộ phù đồ rốt cục bắt đầu lột xác, vô số hư ảnh thiên long ngưng tụ thành thực thể quay chung quanh bát bộ phù đồ, sinh ra cúng bái, bên trong bát bộ phù đồ cũng bắt đầu sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng không gian biến thành thế giới, các loại nguyên khí tuôn vào, chuyển hóa thành sơn sơn thủy thủy, hoa cỏ cây cối, thậm chí cả nhật nguyệt tinh thần, mặt trời, trăng, sao, không sai, chính là nhật nguyệt tinh thần. Sau khi luyện hóa vô lượng hằng sa, lực lượng lắng đọng bên trong bát bộ phủ đồ cũng không có hòa tan, hiện tại liền trở thành lực lượng chuyển hóa thành mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Trăm ngàn không gian trong bát bộ phủ đồ, từng không gian đều bắt đầu diễn hóa thành một phương thế giới, một phương khí hậu. Trong những thế giới này xuất hiện mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, bốn mùa biến hóa, xuân hạ thu đông, lôi đình âm dương, ngũ hành cực biến, nhưng mà mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao cũng không giống như hàng tinh trong thế tục. Thế nhưng hiện tại bát bộ phù đồ bắt đầu có pháp tắc thế giới vững chắc, lực lượng của không gian tăng mạnh lên vô số lần, sau này Phương Hàn có thể du động trong tinh không, thu lấy những hàng tinh cường đại phong ấn ném vào trong bát bộ phù đồ, làm năng lượng để thế giới trong kiện pháp bảo này vận chuyển. Tại trước kia, pháp tắc thế giới còn chưa có ngưng tụ thành công, bát bộ phù đồ căn bản không có khả năng dung nạp hàng tinh, nếu không không gian trong đó cũng sẽ bị luyện hóa nóng chảy, ngược lại còn gây thêm phiền toái, được không bù mất. Bát bộ phù đồ còn thấp hơn ta một cấp, hiện tại mới bắt đầu ngưng luyện ra pháp tắc thế giới, thế nhưng nếu như hoàn toàn lột xác, như vậy nguyên khí sẽ cường đại hơn, hơn nữa sẽ gặp đại kiếp nạn, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Biến hóa kế tiếp mới khiến người ta chờ mong. Một vị huyết y nhân đứng bên người Phương Hàn, nhìn Phương Hàn không ngừng đánh ra ấn quyết, hắn rất thưởng thức, đồng thời vận chuyển huyết sắc nguyên khí trong cơ thể. Loáng thoáng có thể thấy hư không sau lưng hắn xuất hiện một tờ huyết nhục nguyên thai đang ngọ ngoại, đó là bản thể của hỗn loạn nguyên thai. Mặc dù hắn được Phương Hàn giúp thoát khỏi trói buộc, thế nhưng bản thể của hỗn loạn nguyên thai quá mức cường đại, căn bản không phải hắn có thể khống chế được, nhất cử nhất động đều sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí. May là Phương Hàn liên tục không ngừng cung cấp thuần dương khí cho, bằng không hắn cũng chỉ có thể thành thật thật bất động ở một chỗ, căn bản không thể ngao du trong hư không, chưa nói chi là tới long giới. Nhưng mà hắn đi theo Phương Hàn cũng nhận được không ít chỗ tốt. Phương Hàn vận dụng tiểu túc mệnh thuật khiến cho bản thể hỗn loạn nguyên thai của hắn dần dần sinh ra một loại liên lạc tùy ý có thể thoát ly. Điều này khiến sau này hắn có thể bỏ đi bản thể, trở thành người tu luyện, tương đương với khí linh chuyển thế. Nếu không cho dù tiên khí, khí linh muốn tấn chức, trừ phi là giống như Nhân Hoàng Bút, lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, bằng không vĩnh viễn sẽ bị bản thể trói buộc. Cho dù tại tiên giới, vương phẩm đạo khí cổ xưa cũng bị bản thể trói buộc. Thế nhưng pháp bảo lĩnh ngộ thiên địa nhất thể lại quá ít, từ xưa đến nay chỉ Nhân Hoàng Bút ra còn chưa thấy có ai. Phàm là pháp bảo có khí linh đều tự biết, bỏ đi bản thể chuyển thế đầu thai, cũng chính là đi vào tử lộ. Nguyên thai đi theo Phương Hàn, Phương Hàn có thể bảo đảm khiến hắn chuyển thế đầu thai, thậm chí còn có thể làm cho tu vi của hắn liên tục tăng lên, không bị người bắt, phong ấn. Hơn nữa là pháp bảo, hiện tại mắt thấy Phương Hàn luyện chế bát bộ phù đồ, kiện tuyệt phẩm đạo khí này tấn chức, hắn cũng dần dần tham ngộ, thu được lợi ích không nhỏ. Hiện tại bát bộ phù đồ phát sinh biến hóa, bành trướng,
muốn phá thiên không, lực lượng của Phương Hàn tựa hồ không áp chế nổi, mà trên mặt hai đại thần tôn, bốn đại hư tiên cũng xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Bát bộ phù đồ càng lúc càng lớn, tử khí phạm vi nghìn vạn dặm đều bị quét sạch, mà những hải cốt rồng dưới mặt đất đều bay lên, cũng bị hút vào trong đó. Tại Long Chi mộ địa, ngay cả bùn đất cũng giống như minh thổ, đã sớm chuyển hóa thành đen kịt, chất lỏng giống như huyết dịch, cũng đều bị bát bộ phù đồ nhắc lên, tiến vào trong. Bát bộ phù đồ phát ra kim quang vạn trượng, ngàn đạo long khí, vô số văn tự Phật môn, văn tự long tộc đều lưu truyền. Phù đồ cự đại dường như trở lại nguyên trạng bình thường, lộ ra màu đen kịt, hơi giống như minh thổ, thậm chí còn có tư vị quy túc, trong đó hiện ra chân ý phù đồ. Thật sự là khó luyện chế kiện tuyệt phẩm đạo khí này, bình thường ta luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí căn bản không cần phí nhiều công như vậy, hiện tại cư nhiên phải cố hết sức. Âm Lưu thần tôn thở hào hển, không ngừng đánh ra ngàn vạn ấn quyết, hàng tỷ đạo phù văn, nguyên khí không ngừng tiêu hao, bát bộ phù đồ, khó trách cho dù long đế của long tộc cũng khó luyện chế, nguyên lai lại hao tâm tốn sức như vậy, thực lực của ta căn bản không thể luyện hóa được. Đương nhiên, trong thiên địa vũ trụ có một số pháp bảo kỳ quái, mà Nã thần tôn cũng thở hào hển, bát bộ phù đồ này là một trong số đó, là vĩnh hằng quy túc. Bát bộ phù đồ chính là quy túc vĩnh hằng của long tộc. Tại thời viễn cổ, dường như hồng hoang tổ long vì nơi yên nghỉ linh hồn của con cháu đời sau long tộc cho nên đã sáng tạo ra phương pháp ngưng luyện bát bộ phù đồ. Ngươi xem mộ cổ, thần trung trong đó đều là thứ tinh lọc linh hồn, ý đồ tìm được vĩnh sinh. Hơn nữa hồng hoang tổ long sáng tạo ra phương pháp ngưng luyện pháp bảo này là tham chiếu cực nhạc tịnh thổ của Phật môn, cho nên trong quá trình luyện chế pháp bảo cũng có một số bí quyết Phật môn. May mà chủ nhân chiếm được phù lục thế gian tự tại vương Phật, dưỡng dục trong đó có thể làm phù đồ vững chắc, bằng không phù đồ này càng khó luyện chế. Chú ý, nguyên khí bắt đầu trở nên kịch liệt đó, Tề Chân Quân điên cuồng hét lên, chỉ thấy bát bộ phù đồ cự đại đã bành trướng tới trăm vạn dặm, lan ra ngoài phần mộ của rồng. Một tòa bảo tháp trấn áp minh thổ cuồn cuộn, bốn phía không ngừng vỡ ra, mặt đất cuộn lên, rất nhiều hài cốt viễn cổ cự long đều bị lật lên. Có một số hài cốt cự long dài đến hơn 10 vạn trượng, khớp xương cư nhiên còn phóng xạ ra quang hoa, trên khớp xương động lại kết thành từng viên xá lợi, trên có xá lợi có văn tự ca ngợi long tộc. Có một số hài cốt cự long còn bị đào lên, lộ ra, đó là thi hài của chân tiên long tộc. Một long thi cự đại cư nhiên còn chưa hư thối, từ trong một không gian thần thánh bị kéo ra, long thi diện mục thư sinh, vẫn còn rất uy nghiêm, tròm râu thon dài, vô số long hồn trắng loãn xoay tròn vây quanh thân hắn, ngâm sướng ra tán ca hoa mỹ. Có rất nhiều thần linh hộ pháp cúng bái quanh thân long thi này, dường như là lão tổ tông của long tộc vậy. Long thi này thoáng cái bị hút vào trong bát bộ phù đồ, dung nhập vào bản thể phù đồ. Phù đồ thoáng cái không chịu nổi lực lượng lớn như vậy, bên trong thoáng vang vọng thanh âm tan rã như điện thủy hòa phong. Không tốt, nguyên khí bắt đầu hỗn loạn, lực lượng quá hung mãnh, phù đồ tấn chức, chúng ta không khống chế nổi, sắp bị nổ mạnh rồi. Tất cả cố gắng hết sức, dồn tất cả lực lượng vào. Huyền Vô Cô điên cuồng hét lên, đánh ra hàng tỷ đạo phù văn thủ pháp luyện chế. Thế nhưng toàn bộ những phù văn kia đều bị phù đồ cuồng bạo chấn động bật lại, cư nhiên không cách nào thẩm thấu tiến vào trong. Hiện tại bát bộ phù đồ giống như mất đi khống chế, như sát thủ điên cuồng mất đi lý trí. Đây không phải là hiện tượng không tốt, bình thường chỉ có không luyện chế được pháp bảo mới xuất hiện loại chuyện này. Không luyện chế thành pháp bảo sẽ lập tức nổ mạnh, chẳng những pháp bảo không thành mà bản thân còn bị trọng thương, tất cả tài liệu đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện này không phải tầm thường, không nên hoảng hốt. Thời điểm các người luyện chế nên tiết kiệm chút sức lực, kiện pháp bảo này còn phải trải qua kiếp số nữa đấy. Phương Hàn đột nhiên quát, một hơi phun ra linh phù lục tự chân ngôn thế gian tự tại vương Phật. Linh phù lục tự chân ngôn quay chung quanh bát bộ phù đồ Phật quang gia trì bên trên, khiến cho quá trình bành trướng của phù đồ dần dần ngừng lại, hấp thu tử khí long chi phần mộ cũng có trật tự hơn. Bằng không vĩnh viễn hấp thụ tiếp, bát bộ phù đồ tuyệt đối sẽ không ngưng luyện thành công phù lục thế gian tự tại vương Phật. Khí linh của hỗn loạn nguyên thai không khỏi lẩm bẩm khi trông thấy một màn này, uy lực của tờ phù lục này cũng không chỉ có như vậy, đáng tiếc không có ai ở đây biết đại nhân quả thuật. Thế gian tự tại vương Phật là nhân vật đã thăm ngộ tạo hóa, cao hơn một bậc so với hỗn loạn thiên quân, có kiện pháp bảo này gia trì, cũng khó trách lại nhẹ nhàng luyện thành bát bộ phù đồ như vậy. Nếu như không có tờ phù lục này dưỡng dục, cho dù cấp bậc long đế cũng chỉ có năm thành nắm chắc khi luyện kiện pháp bảo này. Bát bộ phù đồ là do hồng hoang tổ long tham chiếu thủ đoạn của Phật môn sáng tạo ra, tờ phù lục này quả thật có đại tác dụng, nếu không hấp thu từ khí long chi phần mộ sẽ rất dễ mất cân bằng, long đế cũng không thể khống chế nổi, sẽ lập tức nổ mạnh. Phong Bạch Vũ âm thầm gật đầu nói, mà hiện tại nguyên khí ổn định, thế giới cũng được ngưng luyện thành công, cũng sắp tấn chức rồi, quả nhiên vô số tử khí, anh linh long tộc, thi hài đều bị dung nạp, tại Phật quang chiếu xạ xuống, tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bát bộ phù đồ cũng không bành trướng nữa, ngược lại còn dần dần thu nhỏ, trên mặt xuất hiện từng tầng văn tự của long tộc,
tựa hồ như trong hư không có một cao thủ khắc lên vậy. Trên đỉnh của Bát Bộ Phủ Đồ, Long Châu Chí Tôn không còn là màu trắng sữa nữa, mà chuyển sang màu giống như bầu trời xanh, rất thâm ảo, u huyền. Ở bên trong Long Châu Chí Tôn, hình thể Hồng Hoang Tổ Long một lần nữa hiện ra, lần này lão tổ tông của hàng tỷ long tộc trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, cũng sinh động hơn. Phù đồ cổ xưa, vĩnh hằng quy túc, cực lạc tịnh hóa, linh hồn vĩnh sinh. Người luyện chế thành Bát Bộ Phù Đồ, tuân theo ý chí của ta sẽ ban thưởng cực hậu cho ngươi. Thanh âm đến từ Thái Cổ Thương Lương vang vọng, là ý chí của Hồng Hoang Tổ Long không biết đến từ nơi nào truyền tới. Trong thanh âm thái cổ này, bên trong Long Châu Chí Tôn đột nhiên xuất hiện một đại hắc động, trong hắc động vọt ra vô số nguyên khí long hình. Nguyên khí long hình này thoáng cái tiến nhập vào trong phù đồ, ấn ký long chảo lập tức ngưng tụ trên vách tường. Long chảo này có 10 cái móng vuốt, mỗi móng vuốt cũng không giống nhau, nhìn lên phía trên lại có tư vị thập toàn thập mỹ. Đây là tự chí của Hồng Hoang Tổ Long, có nó, Bát Bộ Phù Đồ này mới coi là chính thức luyện chế thành công. Cho dù cao thủ long đế cũng sẽ bị áp chế. 10 chảo tổ long, trong long tộc coi chảo là chí tôn, hoàng tộc, đế tộc tôn quý bình thường đều chỉ có trên 5 chảo, chỉ Hồng Hoang Tổ Long mới có 10 chảo. Phong Bạch Vũ thình lình lên tiếng. Ô ô ô, đúng lúc này trên trời xuất hiện một cái chủng động thời không mở ra, bên trong truyền tới khí tức mang tính hủy diệt. Chư vị chú ý, lực lượng của Bát Bộ Phù Đồ tấn chức sẽ kinh động tới quy tắc tiên giới, đại kiếp nạn sẽ buông xuống. Phương Hàn trầm giọng nói, phút chốc Bát Bộ Phù Đồ tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí khẳng định sẽ gặp thiên địa đại kiếp nạn, đây là điều nhất định, bởi vì nó là loại pháp bảo cấp bậc cường đại, siêu việt hơn phạm vi mà quy tắc của tiên giới cho phép, sẽ gặp sự trừng phạt của tiên giới. Trên bầu trời xuất hiện trăm ngàn thời không trùng động, chính là quy tắc tiên giới phá vỡ bình chướng của long giới, muốn hủy diệt chí bảo vừa tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí, gạt bỏ những thứ trái với quy tắc. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.